jQuery.com. Nếu tiếng Anh đọc đúng là jQuery, nhưng mà chúng ta đọc tiếng Việt được jQuery. Được chưa? Vào jQuery.com. Xong nhỉ? jQuery.com. Xong chưa? Sau đó chúng ta nhìn thấy cái chữ download to vật vã này không? Kích vào đấy. Được chưa? Sau đó ở dưới này nó sẽ cái đoạn cái phần chúng ta sẽ tải nó nằm ở đây này. Được chưa? Thì chúng ta có hai, thường thường là người ta tải một trong hai phiên bản này. Phiên bản thường là người ta sẽ tải là cái file compress production jQuery 3.2.1 hoặc là uncompress development jQuery 3.2.1. Hai cái file này nội dung thì giống nhau, nội dung chúng nó giống hệt nhau, tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ là cái file này nó nhẹ hơn, bởi vì nó đã bỏ toàn bộ khoảng trắng nằm trong cái file nội dung của file này đi rồi, cho nên là cái file nó sẽ nhẹ hơn đi rất là nhiều. Thì chúng ta kích vào đây cho tôi download nó về. Được chưa? Rất là nhanh rồi, khi mà download về nó sẽ ra cái file là jQuery 3.2.1 này, đúng không? .min.js, sau đó chúng ta kích chuột và chúng ta sửa tên lại thành jQuery.min.js thôi. Được chưa? Copy. Sau đó chúng ta paste nó vào trong cái project của chúng ta. Ví dụ như chúng ta vào trong cái project của mình này, K31B2 này, 40 này, public này, plugin này. Chúng ta tạo một thư mục mới tên là jQuery. Sau rồi chúng ta paste cái file jQuery.min.js vào trong đấy. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái file jQuery ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn như sau, thường thường ấy, JS chúng ta hay đặt ở cuối trang đúng không? Chúng ta sẽ có thể script có cái src bằng public sược plugin sược jQuery sược jQuery.min.js để dẫn cái file đi vào. Đây là cách chúng ta sử dụng thư viện đúng không? Thì dẫn nó vào theo đúng cấu trúc của thư mục dẫn cho đến cái file jQuery min. Xong chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta có thể test bằng cách là chạy cái file này lên. Chạy open browser lên. Bật F12, nếu mà không thì có dấu đỏ gì thì chứng tỏ chúng ta dẫn cái đường dẫn vào file jQuery thành công rồi. Được chưa? Còn nếu mà không có thì đang là lỗi đường dẫn của các bạn. Nếu mà có cái dấu đỏ ấy thì là đang đường dẫn của các bạn đang bị lỗi. Thì phải xem lại cái đường dẫn đấy đi, xem có trỏ đúng không. Có ai bị dấu đỏ không? Huy à? Đâu xem nào. Cái rốt mai có tao này, mở cốt ra. Từ từ mình
Đây em để đây của em. Bấm bấm in là gì? Dạ. Lock in. Thì em đi. Tôi sẽ show cho các bạn xem là cái jQuery này nó khác so với cái JS kia như thế nào trước nhá. Ví dụ hôm trước tôi hay ví dụ thẻ H1 ở đây có cái ID là target đúng không? Target. Rồi xong. Có thêm một thẻ script nữa. Rồi, giờ các bạn coi này. Bây giờ tôi muốn viết cái chữ cho cái bằng viết chữ cho cái thẻ H1 này bằng JavaScript thì tôi làm nào. Tôi viết cái chữ hello world cho thẻ H1 này bằng JavaScript thì tôi làm nào. Ờ DOM thì đọc như nào? Document chấm get element by ID target gì nữa? Chấm inner text bằng hello world đúng không? Như này đúng không? Được chưa? Reload trang xong thành công. Được rồi nhá. Tiếp tục này. Nếu tôi vẫn muốn viết cái chữ hello world này với cái thẻ H1 này nhưng tôi viết bằng jQuery thì tôi sẽ viết như thế nào? Tôi sẽ xử lý như sau. Đô la đóng mở ngoặc này. Đô la nha các bạn nhớ nhá. Đô la đóng mở ngoặc này. String ở trong này này. CSS quy định ID là dấu gì? Dấu thăng đúng không? Thăng target chấm text hello world. Kết quả như nhau. Đúng chưa? Thế cái nào ngắn hơn? Cái này ngắn hơn đúng không? Được chưa? Xong chưa nhỉ? Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Button. Đây là tôi cũng set cho nó cái ID đi. Là CLC. Đây là click me. Được chưa? Bây giờ tôi muốn set cái sự kiện bắt cái sự kiện click cho cái button này thì nó sẽ console log ra một cái gì đấy. Được chưa? Bằng jQuery tôi dùng như thế nào? Tôi có biến và btn bằng bằng cái gì? Document chấm query selector thì sao? Bằng cái gì?
thăng CLC. Không chưa? Tiếp tục BTN nhận sự kiện thì tôi là S Event Listener là click function ở trong này. Console log ra. Click. Như này đúng không? Được chưa? Được chưa? Đã bắt được sự kiện. Nhưng mà với jQuery thì sao? Với jQuery chúng ta sẽ sử dụng như sau. Đô la thăng clc chấm click function console log click. Được chưa? Reload. Kết quả như nhau. Đúng không? Thế thì sao? Thế thì sao? Thì thằng jQuery này nó khác gì so với thằng JavaScript bình thường? Ngắn hơn. Đúng chưa? Tác dụng thì như nhau. Thì ở đây á, tôi giải thích ý nghĩa của thằng jQuery một phát cho các bạn coi này. jQuery. Thì ở đây nó là một cái thư viện rất là nổi tiếng của JavaScript. Cái thư viện này đặt tên là jQuery bởi vì cái chữ J là viết tắt của thứ JavaScript và chữ query. Cái chữ query này ý nghĩa của nó là truy vấn. Được chưa? Nó sẽ cái tác dụng đầu tiên của jQuery ấy, nó sẽ giúp chúng ta tìm đến các DOM hay là một tập hợp các DOM nhanh nhất có thể. Được chưa? Bằng cái cách cú pháp như sau: đô la đóng mở ngoặc tròn. Được chưa? Ở trong này là cái string và ở này ở trong này chúng ta biết là cái selector của CSS. CSS các bạn biết selector như nào, ở đây các bạn biết ý gì như vậy. Thế là xong. Được chưa? Đây là selector này. Ví dụ muốn xác định một cái ID nào đấy, chúng ta là đô la đóng mở ngoặc string ở trong là dấu thăng. Đây tên ID đúng không? Giá trị. ID dấu chấm thì chấm à dấu class là dấu chấm, đây là tên class. Đúng không? Thuộc tính thì chúng ta có đóng mở ngoặc tên thuộc tính và bằng giá trị. Viết như này. Nếu mà trạng thái ví dụ như input bắt input type của checkbox, chúng ta tìm tất cả những thẻ input nào được có khả năng có trạng thái là checked thì chúng ta là type.checked. Thế là xong. Được chưa? Nó xác định cái DOM của chúng ta cực kỳ nhanh. Đây là cái đầu tiên của jQuery. Các bạn thử đi xem có chạy không. Được chưa? Xong đi nhỉ? Các bạn chỉ chọn select cái DOM thôi đã. Xong rồi chưa cần phải làm thêm cái gì đâu. Select thử cái DOM xem có được không. Bằng cách viết tích, viết tiếc gì vào đấy cũng được.
Xong chưa? Vẫn đang thực hành nhiều vào. Cô đang rất là yếu đấy. Học cái ngày chỉ có thực hành nhiều thì mới giỏi được. Nghĩa làm gì ạ? Thằng nào đấy? Nghĩa làm gì vậy Huy? Dành quá. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhá. Đấy là cái đầu tiên của chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ tôi sẽ có bài tập cho chúng ta như sau. Tôi sẽ có bài tập cho chúng ta như sau. Tạm thời tôi comment cái này và comment cái CLC này vào. Ví dụ tôi có cái bài tập như sau. Các bạn, thứ nhất tôi có một cái input type bằng text, name bằng username. Các bạn không được thay đổi bất kỳ cái gì ở trong cái input của tôi nhá. Các bạn biết giống y xì như thôi. Được chưa? Bài tập yêu cầu như sau. Bài tập yêu cầu như sau. Dùng jQuery. jQuery. À quên nhầm. Đây. Thế này thì lại sợ hơi khó. Thôi rồi, ok. Dùng jQuery để set, tức là để viết giá trị cho thẻ input text có name, có thuộc tính name bằng với username. Gợi ý này. Lúc này chúng ta có chấm text đóng mở ngoặc đúng không? Là viết chữ vào trong thẻ đúng không? Còn bây giờ để viết giá trị cho cái thẻ input thì chúng ta là chấm van đóng mở ngoặc viết giá trị vào đây. Được chưa? Rồi chúng ta thử đi. Chấm van. Được chưa? Xác định cái thẻ này, chúng ta xác định một thẻ bằng cái thuộc tính và giá trị của nó thì dùng như gì? Trong CS dùng ngoặc vuông đúng không? Đóng mở ngoặc này, đô la đóng mở ngoặc này. Xong đây là string này. Ngoặc vuông này. Name bằng username. Giá trị ví dụ như kiểu là T3HPHP chẳng hạn. Ví dụ như thế này. Được chưa? Thì thấy chưa, các bạn thấy không, nó được xét giá trị này. Xong chưa? Đấy là cách chúng ta xác định một thẻ và gán cho nó giá trị. Giá trị chúng ta lưu ý này, giá trị thì chúng ta chỉ có thẻ input và thẻ text area là có giá trị thôi nhá, có van đấy nhá. Còn những cái thẻ khác thì nó không có thuộc tính value, cho nên chúng ta không xét van được cho nó. Thấy chưa? Lưu ý cái trò đấy. Xong chưa?
Đấy là cách chúng ta sẽ xác định một thẻ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn xác định tất cả những cái thẻ input có type bằng checkbox mà nó được chọn, đã được tích rồi ấy, thì chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ như input type bằng checkbox, được chưa? Tôi không cần quan tâm đến name của nó là cái gì cả, tôi chỉ cần quan tâm đến checked duplicate hai cái đây, ba cái lên đây, là ví dụ như kiểu là male, đây là female, đây là gay, đây là less, đây là other. Thì tôi check bừa vài cái, ví dụ male, gay và other là được check, đúng chưa? Xong chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm cho chúng nó như sau. Ví dụ tôi có thể set là cứ cái nào được check thì tôi set lại cái border cho cái thẻ đấy bằng màu đỏ chẳng hạn, được chưa? Thì tôi sẽ có như sau này. Thứ nhất, chúng ta phải xác định được những cái thẻ input đấy đã. Dollar string này, trong này là cái gì? Type bằng checkbox, đúng chưa? Trạng thái check thì là 2.checked, được chưa? Tôi gán cái này cho một cái biến và list ip list checked bằng cái này. Sau đó tôi tiến hành console.log nó ra, xem ra cái gì. Được chưa? Nhìn thấy gì? Ba input không là cái này có được check không? Cái này được check không? Tất cả đều là những cái thứ được check rồi, đúng không? Thì chúng ta lấy theo thuộc tính và giá trị của thuộc tính cũng như là trạng thái của nó thì hoàn toàn bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ set cho nó, set cho cái border của những cái thẻ này. Chúng ta thử nhá. List checked.css CSS bằng property, đầu tiên là property border phải, đây là giá trị của cái property của CSS là gì? Một pixel solid màu đỏ, đúng không? Red xếp xuống không chặt tèo luôn, được chưa? Bởi vì sao cái này, bởi vì sao nó tèo? Nãy chúng ta nhìn thấy cái list checked này, nó là kiểu dữ liệu gì? Kiểu dữ liệu hình vuông ở bao ngoài là kiểu dữ liệu gì? Mảng, nên chúng ta không thể set được cái này được. Mà chúng ta nếu mà có set thì chúng ta thử set được kiểu như thế này xem. Chúng ta tiến hành for i bằng 0, i nhỏ hơn list checked chấm len list checked. Chúng ta có thể set tiếp cái selector như thế này cũng được luôn nhé. Nó chính là thẻ DOM rồi, cho nên chúng ta có thể làm được như này. Chấm CSS red không chạy này. Sao nhỉ? Inspect. Đây nó có thuộc tính border này nhưng mà sao không hiểu sao nó không chạy. Input color không sửa được. Thôi rồi. Giờ sửa kiểu gì nhỉ? Thôi sớt cái đấy tính sau đi. Đây, tóm lại là chúng ta có thể xác định được một dãy các cái thẻ input có trạng thái là checked. Còn cái này là do tôi sai, do cái border này có vấn đề rồi. Nó không hiển thị được trên này. Được chưa? Đấy là cái việc chúng ta chọn. Nãy giờ tôi chỉ tập trung cho chúng ta những cái cách chúng ta chọn những cái thẻ trên màn hình. Thì chúng ta có một vài cái lưu ý như sau. Khi mà chọn thì chúng ta, nếu mà cái selector của chúng ta là dấu thăng này, tức là chọn cái ID, thì nó trả cho chúng ta một thẻ. Được chưa? Còn ngoài cái dấu thăng này ra, có thể là tên thẻ này, tên tag, rồi thì class, rồi thì thuộc tính attribute.
hay là giá trị hay là trạng thái gì đấy, thì tất cả ba thằng này nó đều trả ra là một mạng, nó trả một cái mạng. Thế nên chúng ta cần phải lưu ý cái kiểu dữ liệu này. Được chưa? Rồi tiếp tục nhá. Và chúng ta lưu ý cái query nó quý nhất là cái này. Nó quý nhất là cái này. Cái này là bắt đầu tất cả mọi thứ. Cho nên là chúng ta cần phải nhớ, bắt buộc phải nhớ, chẳng có cách nào khác. Rồi tiếp tục. Chúng ta còn nhớ cái đối tượng không nhỉ? Đối tượng trong JavaScript còn nhớ không? Đối tượng nó có hai cái gì? Một cái là cái gì? Object thì trong một object thì bao gồm thuộc tính và hành động, đúng không? Được chưa? Thì chúng ta để ý cái đô la đóng một ngoặc như này. Chúng ta nhìn thấy nó chấm thêm một cái hàm phía sau. Được chưa? Cái hàm này của mặt chỉ có thể có lấy dấu chấm được khi cái đằng trước của nó là cái gì? Là object. Được chưa? Thì cái cú pháp này này, cái cú pháp đô la đóng mở ngoặc như này này, thì nó luôn luôn trả cho chúng ta, nếu mà tìm thấy thì nó luôn trả chúng ta cái kiểu dữ liệu là object, và chúng ta có thể là truy cập đến một cái hành động nằm trong cái thuộc tính này, à nằm trong cái đối tượng này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở trong cái thằng jQuery này nó có những cái hàm hay còn gọi là có những cái hành động gì có sẵn để giúp chúng ta tương tác với các cái thẻ nó dễ hơn. Đây chúng ta nhìn thấy tôi dùng sử dụng cái thẻ gì, cái hàm gì nhỉ? Hàm gì? Text. Hàm text. Thấy chưa? Hàm chấm text. Đô la đóng mở ngoặc chấm text, đúng không? Thì chúng ta thứ nhất cái hàm có hai cách dùng. Cách thứ nhất là nếu mà chúng ta chỉ có chấm text không ấy, chấm text không ấy, không xét cái gì trong này, thì là lấy ra text nằm trong thẻ, được chưa? Chúng ta thử nhá. Tạm thời tôi sẽ comment cái mới này vào. Bây giờ chúng ta thử này, đây là cái H1 target đúng không? Đây là T3H K31B2. Xong chưa? Bắt từ tôi comment vào. Đây chúng ta có target text đi đúng không? Chúng ta bỏ cái này đi. Được chưa? Bây giờ chúng ta gán và inner text bằng, đây là một cái biến, tạo cái biến này, inner text bằng cái target chấm text, được chưa? Sau đó tiến hành là console.log cái inner text kia ra. Được chưa? Coi này. T3H K31B2 đúng không? Thấy đúng không? Được chưa? Con có thể lấy ra bất kỳ khi nào. Thì cái chấm text này nếu mà không có tham số truyền vào thì nó là lấy giá trị của cái thẻ, lấy cái text nằm trong cái thẻ đi ra ngoài. Được chưa? Còn nếu mà có giá trị thì sao? Thì sao? Thì đây là T4H K31B5, ví dụ thế. Đúng chưa? Thì chúng ta xem lại. Thấy gì? Set lại giá trị cho cái thẻ đó. Được chưa? Set lại giá trị cho cái thẻ đó. Thì chúng ta sẽ có hai cách dùng. Cái thứ nhất là chấm text không có gì là lấy ra, hay còn gọi đây gọi là get. Cái hàm này gọi là hàm, chúng tôi gọi là hàm get, được chưa?
còn một cái hàm là chấm text điền giá trị vào trong, thì đây là hàm set. Set tức là đặt giá trị. Chúng ta không biết chữ setting ở trong điện thoại không? Dịch sang tiếng Việt gọi là cái gì? Cài đặt, thiết lập, đúng không? Và chúng ta set cho nó những cái giá trị khác, thì đấy gọi là cái hàm set. Đây là set giá trị cho thẻ, cho inner text của thẻ. Được chưa? Và jQuery nó thường là như thế này. Hầu hết đến 80% các cái hàm của jQuery nó đều là như thế này. Nếu mà không truyền gì vào là thì là tương đương với việc là lấy ra. Còn nếu mà có nhét giá trị vào thì là set giá trị cho cái thẻ đấy. Giống như chúng ta có cái hàm tiếp theo là nãy giờ tôi dùng hàm gì? Hàm chấm van. Đúng không? Hàm chấm van thì nó cũng là cái gì? Nếu mà không truyền dữ liệu vào trong thì nó là ghép ra cái giá trị của thuộc tính value của thẻ index. Được chưa? Còn với cái có giá trị thì là set giá trị cho cái thẻ index đó, à cái input đó. Xong chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ có cái trò như sau. Đây. Ví dụ tôi sẽ có cái trò như sau. Input text này. Cái này có name là in. Được chưa? In. Sau đó tôi có một cái button. Button. Đây là có ID bằng thôi tôi để đây là on click đi, on click. On click tạo một cái function, gọi một function là show text. Ví dụ như thế này là click. Xong chưa? Chúng ta ở trên cái H1 thì có cái ID target này đúng không? À không, từ cho tôi đi. On click là swap. Text. Giật tí nhỉ. Swap. Rồi, copy cái này tôi vứt xuống dưới. Tạm thời comment này vào. Rồi chúng ta xem giao diện đã nhá. Đây, chúng ta có text 1 này, text 2 này đúng không? Và mỗi cái này tôi đặt cho nó một cái tên, đây là out, ở đây là left, cái này là right. Được chưa? Bài toán đặt ra của chúng ta sẽ như sau. Sử dụng jQuery để chuyển giá trị giữa hai thẻ input khi click vào button. Chúng ta làm thử thế nào. Đầu tiên là tạo hàm. Làm thử đi. Tạo ra cái hàm swap text này. Xong rồi làm thôi. Bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, tự viết ra. Cần gì hỏi thì hỏi. Comment đâu? Comment các bước đâu? Mày lại biết đơn của mình đấy là anh đọc bây giờ đấy. Có gì có đi ngồi một gì? Thank you.
Làm gì thế hả Huy? Cái gì mà on click đấy, Thánh này, on click nó gọi hàm rồi đấy. Có nhìn thấy cái hàm không? Đây là JavaScript thuần à. Đây, khi click vào cái button này thì cái hàm này được thực thi này. Thì bây giờ viết code vào trong cái hàm này. Cắm cái gì? Đã comment các bước ra chưa? Chưa thì đợi đến bao giờ? Tập trung vào mà làm.
nào. Đây là bước 1. Bước 1 lấy giá trị của thẻ LED. Bước 2 lấy giá trị của RAID. Được chưa? Bước 3 là gán giá trị của LED cho một biến khác, có thể là biến TMP, cái này hôm trước tôi dạy rồi còn gì nữa. Bước 4 là gán lại giá trị của LED bằng RAID, sau đó là gán lại. Bước 5 gán lại giá trị của RAID bằng TMP. Thế là kết thúc chứ có gì đâu. Xong chưa? Có ai xong chưa? Tự thò tay vào cốt đi, đừng nhìn nữa. Lấy giá trị của LED thì bằng cái gì? Nào, đọc cho tôi nào. Huy, lấy giá trị của LED ra bằng cái câu lệnh gì? Làm sao để xác định cái thẻ input có name bằng LED kia? Nhanh lên. Đây, học một đống như này rồi đây này. Một đống một giỏ đây này, cái này này. Đây này, đây này. Nhiều lắm. Không thiếu cách. Đô la. Đô la. Gì nữa? Hả? Mở ngoặc. Dấu gì? Mở ngoặc vuông. Name bằng gì? Left. Rồi xong, thế đã xác định được cái thẻ đấy. Giờ lấy value của nó bằng gì? Nào. Tiếp. Chấm van. Lấy được chưa? Bây giờ gán cho nó bằng một cái biến. Thì bằng cái câu lệnh gì? Và left bằng. Xong. Để kiểm tra chúng ta console log nó ra.
Được chưa? Test. Nhìn lên đây, không phải tập trung vào đấy làm cái gì cả, không cần hiểu chứ không cần phải kịp. Kịp thì về nhà xem lại video là kịp. Quan trọng là phải hiểu, hiểu không? Cứ hùng hục hục. Lấy chưa? Xong chưa? Lấy giá trị của right như nào? Không có cái gì gọi là cái như vậy cả. Và right đô la name bằng right. Hả? Xong nhờ? Chấm van. Xong nhờ? Xong rồi ấy hả? Con số log xem con dao nhá. Để im cho nó làm. Lỗi. Unrecognized expression. Name right tức là cái từ name right này đặt trong cái cặp dấu phẩy này là không đúng. Được chưa? Xong, bước 2. Đến bước 3. Gán giá trị của left cho một biến khác. Bây giờ làm sao? Nhìn lên đây. Tập trung vào. Phép gán là phép gì? Bằng dấu gì? Phép gán là phép gì? Không nhớ. Thế đây là cái gì? Bằng có phải là gán không? Cái biến TMP này có chưa? Chưa thì sao? Hả? Đọc. Và bằng á. Và gì? Và cách. Tiếp. TMP bằng left. Xong bước 3. Tiếp. Gán lại giá trị của left bằng right. Giá trị của input left ấy bằng right. Làm nào? Mà cũng chẳng cần bước 3 này. Nào. Làm sao để xác định cái input left? Nhìn ở trên đấy. Đấy, cứ như người rời ấy nhỉ. Làm sao để xác định một thẻ bằng jQuery? Làm nào? Nãy tôi xả trên bảng có nhìn thấy cái gì không? Không có trên đấy đâu. Nãy có ghi được cái gì không? Ghi vào con nhớ cái gì không? Làm sao để xác định một thẻ? Khẩn trương. Làm sao để xác định cái thẻ left? Sao thằng này hỏng thật rồi. Nào, tôi sẵn sàng tôi ngồi chờ ở đây cho đến 4 giờ đấy.
Sao hỏi đi. Cái gì? Vân Anh, làm sao để xác định cái thẻ LED? Hả? Cô nói gì tôi chẳng nghe cái gì cả. Nói to lên coi nào. Làm sao để xác định cái thẻ input này? Thẻ tôi bôi đen này. Cái gì? Ờ, viết như nào? Input. Để im cho nó làm. Tốt gì nữa? Input gì? Input này không sai nhé. À, bảo sai nó bảo vớ vẩn. Input này không sai nhưng mà còn thiếu cái gì nữa? Selector trong CSS làm sao để xác định được cái thẻ có thuộc tính như thế này? Chấm. Lan Anh. Có không nhỉ? Lớp này có đứa nào tên là Lan Anh? Nghỉ à? B2 đúng không? Ngân. Chúng ta phải xác định được cái thẻ này bằng jQuery. Nãy vừa xác định một đống xong. Có trả lời được không? Ngân. Thằng nào lại nhắc nó chấm đấy. Vớ vẩn. Ghi vào đây. Sẽ có một đống đứa phải nhận phạt. Huy, Vân Anh, Ngân, Tâm. Làm sao để xác định cái thẻ input có cái thuộc tính name bằng lab? Hả? Nói đi, nói lại nào. Nói lại coi nào. Thăng tên tác. Có đúng không? Dấu thăng là dùng để xác định cái gì trong CSS? Hả? Xác định cái gì? Ghi nốt rồi đây. Tâm. Ngồi bên cạnh Tâm. Không biết tên là gì. Thằng này nhắc dấu chấm đây đúng không? Rồi, làm sao để xác định cái thẻ này cho tôi nào? Thêm dấu chấm à? Thế thì ăn cứt. Tên là gì? Lớp này có mấy Hiếu? Hiếu. Ngồi dưới Hiếu. Đô la rồi đây. Đô la đây rồi. Hả? Ừ, xóa rồi. Mặc vuông. Name bằng left chấm van right cái này bằng right đúng không? Được chưa? Không nhỉ?
bằng này con người, Huy, Vân Anh, Ngân, Tâm, Hiếu, viết lại cho tôi toàn bộ các cái selector trong CSS. Đây là toàn bộ nhá, chứ không phải là chỉ có cái nào với cái nào đâu, tất cả. Đừng để tôi làm căng đến mức là phải xin chữ ký nha. Học đến 40 buổi rồi, đến cái selector không biết select như nào tôi cũng chẳng hiểu, không có bài học cái gì. Một bài toán cực kỳ dễ, người ta chỉ làm trong khoảng chưa đến 1 phút xong. Mình mất đến 20 phút chưa xong. Đấy, chép vào. Xong chưa? Các bạn nào bị lỗi không? Thằng Hùng xong chưa? Tiếp tục. Sửa tiếp. Tôi tạo ra một cái file mới tên là bài 2. Chúng ta sẽ có như sau. Có một cái input. Bên name bằng result. Được chưa? Bài toán yêu cầu sẽ như sau. Khi mà mới load trang ra thì sẽ hiển thị một cái prompt. Biết cái prompt là cái gì không? Khung để nhập text, như là thông báo để nhập text vào, sau đó nhập chữ, nhập text vào trong cái prompt, sau đó ok, sau đó hiển thị giá trị của
của cái prompt trong thẻ input. Lớp phải cứ động đến cái gì đấy liên quan đến logic ở lại thì mu một loạt thế mới hay.
Xong chưa? Xong chưa? Hả? Xong rồi gì? Đọc cho tôi coi nào. Giờ sao? Và bằng A. Tại sao lại đặt cái biến tên nó ngu si vậy? Bằng nhập tích, ví dụ thế. Sao nữa? Hả? Và tiếp input bằng đô la cái gì? Cái gì nè? Nó hoặc gì? Bằng gì? Vì sao? Chấm van bằng content như này. Tại sao lại phải gán cái việc này cho cái thằng input này? Làm này để làm gì? Làm gì em? Không nhỉ? Cực kỳ dễ dàng luôn, chẳng có cái vẹo gì để mà làm suy nghĩ cả. Hai dòng xong. Xong chưa? Đấy là việc chúng ta xác định cái thẻ ở trên giao diện của mình. Và chúng ta sẽ sửa lại các cái nội dung của thẻ hoặc là chỉnh sửa text nằm ở trong thẻ của nó. Xong chưa? Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu tiếp những cái hàm mà JavaScript và jQuery nó cung cấp sẵn cho chúng ta và chúng ta hay dùng. Trong này nó rất là nhiều, chúng ta vào jQuery. Ở đây nó có API document. Kích vào.
trong này toàn bộ các cái hàm mà jQuery nó cung cấp sẵn cho chúng ta. Tất nhiên là tôi chỉ hướng dẫn chúng ta những cái hàm mà hay dùng thôi, basic thôi và cách dùng thôi, chứ còn không nhất thiết là cũng phải giới thiệu hết cho chúng ta làm gì cả. Sau này chúng ta tự tìm hiểu đấy, và phải giao vấp nhiều thì chúng ta mới giỏi được cái jQuery này, chứ không ai có tự nhiên mà sinh ra phát đã dùng jQuery vừa mới học xong giỏi ngay được. Thì chúng ta sẽ có những cái hàm như sau. Ví dụ, và mọi người thử tìm hiểu thôi nhá. Ví dụ là hàm .css. Cái hàm này, đây là hàm thứ nhất. Hàm thứ hai, đó là hàm mà tôi viết cả những cái mà đã dùng rồi nhá, hàm text. Đóng mở ngoặc. .html. Đóng mở ngoặc. Rồi thì .remove. .append. Rồi thì .empty. .empty. .add class. .has class. .remove class. .attr. .probe. Rồi .fade in. Fade in. Rồi thì fade out. Nói chung là khá nhiều. Toggle class. .show. .hide. Khá là nhiều đấy. .toggle nữa. Nó rất là nhiều, đây chỉ một phần nhỏ thôi. Một phần nhỏ ở trong này thôi, nó còn nhiều thứ khác nữa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái CSS nhá. Ví dụ như thẻ input của chúng ta, tôi sẽ sửa lại cho nó thành text. Tôi sẽ sửa cái CSS inline của nó trở thành text. Color của text nó sẽ chuyển sang màu đỏ chẳng hạn. Thì tôi có thể là lấy cái này. Đây là thẻ đúng không? Đây là thẻ này. .css. Đây là tên thuộc, tham số đầu tiên là tên thuộc tính. Ví dụ như color. Tham số thứ hai là giá trị của thuộc tính là red. Như này. Chúng ta sẽ thử xem. Chúng ta nhìn thấy gì? Đúng chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể thêm nhiều cái nữa, ví dụ như kiểu là border. Border là 2 pixel dash. Rồi màu orange. Đúng chưa? Đó, muốn thay đổi gì thay đổi. Tiếp theo .text thì tôi không nói nữa. .html thì sao? Ví dụ ở đây tôi sẽ có cái thẻ như sau. Ví dụ chúng ta có thẻ P, có cái ID bằng target. Khiếp quá rồi. Chúng ta sẽ làm như sau. $ thăng target đúng không? Để xác định cái thẻ P trên kia. Bây giờ chúng ta có .text bằng một cái string là một thẻ A, có cái href bằng thăng A. Đây tôi để là hello. Nếu chúng ta chạy cái này, đây .text nhá, chạy cái này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó, tạm thời comment này vào nhận nhé. Đây chúng ta nhìn thấy gì? Nó ra thẳng những cái gì chúng ta viết vào trong cái thẻ, cho cái thẻ ở trong cái string này, cho cái thẻ target này. Được chưa? Nhưng mà vẫn với cái này, nếu vẫn với cái này, chúng ta chuyển xuống, chúng ta sử dụng cái hàm là HTML. HTML thì nó chuyển thành thẻ HTML.
Được chưa? Hai cái này là hai thứ khác nhau hoàn toàn nên chúng ta không được nhầm đó. Tất nhiên với HTML này chúng ta không viết cái gì vào thì nó lấy nội dung ở trong cái thẻ này ra ngoài. Được chưa? Tiếp theo đến thẻ toggle. Toggle. Chúng ta xem nhé. Được chưa? Toggle. Sao? Bay mất đúng không? Bay mất đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi lại copy cái này tiếp, tôi bật F12 lên, chấm toggle, lại thấy đúng không? Sao? Toggle là gì? Ẩn, hiện. Nếu đang hiện thì chuyển thành ẩn, và nếu đang ẩn thì chuyển thành hiện. Xong chưa? Đấy là cái hàm toggle. Tiếp theo là hàm chấm remove. Cái này tôi sẽ không demo ở trên này bởi vì nó sẽ bay luôn cái element của tôi nên tôi không demo. Đây chúng ta đang xem nó đang toggle đúng không? Được chưa? Chúng ta xem nó toggle này. Đây nhá. Chúng ta đang xem cái thẻ A này đúng không? Rồi tôi chuyển sang cái bay mất rồi này. Chúng ta thấy còn thẻ A trên màn hình không? Vẫn còn đúng không? Nhưng chẳng qua là display none. Đúng chưa? Nhưng nếu mà bây giờ tôi chấm remove, chưa? Còn thẻ A trên màn hình không? Còn thẻ P trên màn hình không? Bây giờ có toggle cũng không lên nữa rồi. Được chưa? Thì cái thẻ remove này là thẻ gì? Xóa cái element đấy khỏi màn hình. Quang. Xong chưa? Được chưa? Tiếp tục. Thẻ append. À quên cái thuộc tính append. Chúng ta coi nhé. Nếu bây giờ tôi reload lại trang này, chúng ta nhìn thấy cái hello đúng không? Được chưa? Bây giờ coi này, target chấm append, đây là một cái string nên tôi viết thêm một cái text linking tinh vào đây. Thấy gì? Đây thẻ P này, xong trong thẻ P có thẻ A này, append thì nó thêm một đoạn text linking tinh của tôi vào trong đấy. Tôi append tiếp. Đó. Nó nối thêm vào cuối. Được chưa? Nó nối thêm vào cuối của thẻ. Và cái việc nối thêm này chúng ta có thể nối thẻ khác vào cuối cũng được. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta làm cho tôi cái bài tập này. Xong. À đây, chúng ta trước thôi. Chúng ta cần phải trước.
xong nhá. Chúng ta có một cái table ở đây, ví dụ như kiểu là name, age, còn thì tên tuổi giới tính đi cho nó thuần Việt, tên tuổi giới tính, nghề nghiệp, được chưa? Xong chưa? Coi nhá, coi nhá. Tôi sẽ có một thẻ script ở đây. Có va people bằng một cái object. Tôi sẽ có là name chấm là t3h, age là 13, giới tính là gender là nam chẳng hạn, job là sinh viên. Ví dụ như thế này, dựa vào cái thông tin này tôi hoàn toàn có thể viết ra được một thẻ, một cái thẻ tr, một cái dòng ở trong bảng, đúng không? Ví dụ như sau này, và tr bằng string, đứa nào ra bảo cho nó bé mồm của tôi cái. Huy, tr này trong này có một thẻ td. Td ở đây chúng ta sẽ có hiển thị ra là đây là name, đúng không? Thì chúng ta có people chấm name này, applicate lên chấm age này, rồi chấm gender này, tiếp theo là chấm job. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ td, một đoạn text của thẻ td, đúng không? Sau đó chúng ta tiến hành lấy tìm cái thẻ tbody, đúng không? Tìm thẻ tbody để nhét nó vào. Thì chúng ta có thể là sử dụng bằng cách như sau, đô la. Tìm thẻ tbody giống trong CSS thì dùng như nào? Làm sao trong CSS xác định được thẻ tbody? Viết thẳng vào đây là xong, tên thẻ mà. Viết thẳng vào đây là xong, chấm append. Append cái tr cái vào. Được chưa? Append cái tr cái vào. Ra khỏi. Ở quên nhầm bên này. Thấy không? Nó nhét thêm vào đây này. Còn nếu bây giờ chúng ta thích, nếu chúng ta thích, chúng ta hoàn toàn có thể là để tạo ra đây một cái nút, đây là button. Chúng ta để là on click, add row chẳng hạn, đúng không? Add, chúng ta sẽ có cái function add row ở đây, chúng ta tạo ra cái var people này ở trong này và đưa nốt cái mớ var tr và cái tbody này vào trong kia. Đúng chưa? Thì mỗi lần nó bấm vào cái nút add này thì cái hàm code ở trong hàm add row được chạy, nó lại thêm một dòng nữa xuống, ví dụ như sau. Được chưa? Sinh mới ra HTML và chúng ta sẽ phải sửa cái phần này. Sửa như sau. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Thế tôi sẽ đẩy code này lên. Chúng ta có một cái giao diện phía trên này, phía sau đây là tên này, một input tuổi, một input nữa, rồi thì cái gì nhỉ, giới tính. Giới tính ở đây chúng ta sẽ có là một input nữa đi, tạm thời tự làm dễ cho các bạn, một input nữa. Nghề nghiệp lại một input nữa, input text không, và một cái button là thêm, một button là xóa.
được chưa? Một cái form như này. Ở dưới chúng ta sẽ có cái bảng, chính là cái bảng ở kia, chính là cái bảng được rồi, được chưa? Thì bây giờ là sẽ như sau. Mỗi khi các bạn điền thông tin vào đây, bấm nút thêm, thì sẽ có một bảng gì nữa ở phía dưới của cái bảng. Đấy nhỉ? Và nếu các bạn bấm nút xóa, thì tất cả các cái view này được trở về rộng, được chưa? Trở về là string rộng. Và ăn rộng phát là xong. Đây này chấm 3, đóng mở ngoặc, string như này là xong, string rộng, xét lại cái giá trị của nó cạnh trống. Đấy, bài đấy, các bạn làm đi.